Anh vô chổng lâu quá vậy? Ừ, chưa được. Phải sửa lại một số thứ nữa. Chưa được nữa hả? Mà ai nhận xét anh vậy? Bà Ngân phải không? Bà này không biết bà có trình độ về âm nhạc gì không mà nhận xét nữa. Em phải đi hỏi cho ra lẽ. Chờ em xíu. Ủa? Anh sao vậy? Anh bị cái gì vậy? Vai anh hôm bữa đỡ rồi mà. Hay bà Ngân bà làm gì anh đúng không? Bà này không biết nữa, làm cái gì mà động tay động chân. Em phải đi hỏi. Vy thôi, Vy ơi. Vy. Vy à. Vy. Em nói đi. Em và thằng nhóc đó có vấn đề gì hay không? Anh làm sao vậy? Chả có vấn đề gì hết. Nói. Anh làm sao vậy? Cậu ta chỉ lấy hồ sơ cho em thôi mà. Em đừng có giỡn mặt với anh. Có chuyện gì? Chuyện gì em quên mất tiêu à. Hai anh chị cứ thoải mái đi ha. Nói chuyện sau cũng được, không sao. Khoan đã. Đi ra ngoài làm việc với tôi. Tôi có vài điều muốn nói với cậu. Em định đi thật à? Anh còn chưa làm rõ vấn đề với em. Chiều cuối tuần này anh sẽ ra mắt ba mẹ em. Có gì anh nhắn tin cho em nha. Bây giờ em có việc bận phải đi. Chị à, giới trẻ bây giờ đang cực kỳ chuộng các dòng nhạc lãng mạn. Tại sao chị không thử dùng dòng nhạc này để sử dụng cho sản phẩm cho nó lạ hơn và hình ảnh cũng được công chúng đón nhận hơn? Sản phẩm lần này là gì? Latte cà phê và caramel. Ủa thì sao? Vấn đề là đàn ông cũng cần phải lãng mạn mà, đâu có phải kiểu thô lỗ hay mạnh bạo như vậy được, đúng không? Em xin lỗi. Em không có ý đó, nhưng mà... Mình đang nói tới đâu rồi? Vậy là nãy giờ em nói chị không nghe gì luôn á hả? Chị có nghe chứ. Nhưng mà... cái phong cách lãng mạn không phải là cái thông điệp mà cà phê latte và caramel đang hướng tới. Chị muốn bài hát sẽ thật sự trẻ trung, sôi động, tiết tấu nhanh một chút xíu, và trong đó có sự ngẫu hứng và cảm xúc nữa. Em ra ngoài nghe điện thoại chút xíu. Em sẽ không nói là có chị ở đây đâu. Alo, em nghe nè. Chị ổn không?
sau lúc nào tôi gặp chị cũng là những cảnh không đáng xem nữa. Mình nói chuyện công việc đi ha, đừng nói chuyện riêng ở đây. Chị có thực sự cảm thấy thoải mái khi mình bắt đầu công việc bây giờ hay không? Chị đang cố chịu đựng đó. Cậu ít tuổi hơn tôi, đừng cố ra vẻ vậy khôn tôi. Nếu cậu tiếp tục nói chuyện theo kiểu như vậy, tôi sẽ đi về. Tôi cảm thấy chị đang bị anh ta áp chế. Nếu tiếp tục như vậy thì chị sẽ không bao giờ cảm thấy thoải mái. Tôi đã nói rồi, chuyện công là chuyện công. Cậu đừng nói chuyện riêng tư của tôi ở đây nữa. Mọi người nói chuyện tới đâu rồi? Mình nói chuyện tiếp đi. Mọi người thấy sao? Sao vậy? Chả có vấn đề gì hết. Nói. Anh làm sao vậy? Cậu ta chỉ lấy hồ sơ cho em thôi mà. Em đừng có giỡn mặt với anh. Có chuyện gì? Chuyện gì em quên mất tiêu rồi. Hai anh chị cứ thoải mái đi ha. Nói chuyện sau cũng được, không sao. Khoan đã, đi ra ngoài làm việc với tôi có vài điều muốn nói với cậu. Em định đi thật à? Anh còn chưa làm rõ vấn đề với em. Alo. Em có viết một bài hát muốn dành tặng cho một người. Bây giờ chị cứ nghe thử nha, có gì cho em xin ý kiến. Chẳng rời xa
dù là ngàn bão tố phong ba. Baby you are my trái tim này đã trao em từ giây phút để trông thấy nhau. Baby you are my Mara thương bỏ lại một nơi khác, tay trong tay ta về lại đón yêu thương cùng nhau. Con người ta luôn mơ đến phút ban đầu gặp mà, và anh đã luôn mơ về ngày mình đến bên nhau. Và rồi em đã tới như ánh dương phía chân trời, soi sáng con đường bên anh mà thôi. Dù chỉ cần nhìn thấy ta cầm tay bao ngày, gần mãi chẳng rời xa, dù là ngàn bão tố phong ba. Baby you are my vì trái tim này đã trao em từ giây phút mình trông thấy nhau. Baby you are my con mà đau thương bỏ lại một nơi khác, tay trong tay ta về lại đón yêu thương cùng nhau. Tôi cảm thấy chị đang bị anh ta áp chế. Nếu tiếp tục như vậy, chị sẽ không bao giờ cảm thấy thoải mái. Bỏ lại một nơi khác, tay trong tay ta về lại đó yêu thương cùng nhau. Ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn rõ hơn về thông điệp mà sản phẩm muốn hướng tới. Đó chính là các bạn thanh thiếu niên, các bạn thanh niên năng động, bản lĩnh và sáng tạo. Và tôi nghĩ dòng nhạc lo-fi sẽ phù hợp nhất cho chiến dịch quảng bá lần này. Mọi người có ý kiến gì không ạ? Xin chào mọi người. Xin phép được cắt ngang một chút. Theo tôi thấy thì bài nhạc này không cần phải thay đổi gì hết, tại vì nó đã quá hay và rất là hoàn hảo rồi. Không được. Giai điệu bài này khá là nhanh, sẽ rất kén người nghe. Tôi nghĩ là cần chậm lại một xíu và có một chút tự sự cảm xúc của lo-fi. Bây giờ, chú đang chờ em phòng riêng á, chị và mọi người sẽ bàn thêm về việc này ha. Rõ ràng chị là người yêu cầu bài hát phải trẻ hơn và mang tính công chúng hơn. Rồi bây giờ chị lại nói nó nhanh là sao? Đúng là tôi đã yêu cầu nhạc sĩ sửa lại, nhưng mà tôi nghĩ vẫn chưa phù hợp với định hướng của giới trẻ. Và tôi đã có một sơ đồ khảo sát về dòng nhạc và giới trẻ ưa chuộng. Xin lỗi mọi người, tôi sẽ tiếp thu ý kiến. Em nghĩ là phần cảm nhận của chị có vẻ là hơi lớn. Chắc có lẽ là chị chưa nắm rõ được thị hiếu của giới trẻ bây giờ đâu ha. Nếu đúng như lời em nói thì tôi đã không đứng ở vị trí ngày hôm nay. Chị đang họp, em về phòng gặp chú Cường đi. Tôi cảm thấy dự án lần này khá là thú vị và tôi sẽ xin ba tôi cùng tham gia với mọi người. Khi nào có văn bản đề bạt vị trí chức vụ, lúc đó tham gia vẫn chưa muộn. Nếu mà tính theo chức vụ ấy, thì với cương vị là một giám đốc tài chính như tôi, có quyền được tham gia đúng không? Bài nhạc này thực sự đang có vấn đề về cốt lõi. Tôi nghĩ nên thay nhạc sĩ mới đi. Rớt vậy? Vì đang bị bắt cóc đó, con lô lắm. Hùng, con tìm hiểu chuyện này coi thế nào, xong báo lại chú gấp nha. Dạ chú. Chưa có một ai biết được tình.
máy à? Đeo máy nè. Đúng rồi. Đây đây nè. Đó, đây 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 chạy ra nè. Chúng rồi. Em đứng đây nè. Cách nào chú cũng không đồng ý. Giờ con phải làm sao? Con Vi đang bị bắt cóc đó. Con lo lắm. Hay là khi nào có văn bản vị trí chức vụ lúc đó tham gia cũng chưa muộn. Nếu tính theo chức vụ. Rồi ok, cho em xin gắn văn bản đề bản chức vụ. 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 Ok. Ôi trời, chú đi. Quên, quên, diễn cái kiểu mùng mùng quên. Bắt bờ nha, bờ nha, đò má dân dài. Diễn cho hợp cái mùng sắp về, 2, 3, diễn. Bên anh mà thôi. Rồi chỉ cần nhìn thấy tay cầm tay bao ngày. Gần mãi chẳng rời xa. Rồi là ngàn bao tô. Rồi, mãi là nhảy. Chạy. Mình trong đây